Chào tất cả anh em, thì hiện tại mình đang có mặt ở server phục hồi Vinagame. Thì anh em cũng có thể biết qua là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là giao bán dùng cái app Thiếu Lông Quyền. Hôm nay là có hai app nhá, nhờ của hai bạn nhờ mình bán hộ. Thì Thiếu Lông Quyền để anh em về múc về BK. Hai Thiếu Lông Quyền này thì đều là hai Thiếu Lông Quyền giá tầm trung thôi, rất là ổn định. Rồi mình sẽ giới thiệu luôn. Thì đầu tiên là một Thiếu Lông Quyền với trang bị sát tinh, anh em có thể thấy qua tinh thì chuyển sinh 9 cấp 99. Và mình muốn giới thiệu cho anh em cái đầu tiên là về thú nuôi. Thú nuôi thì có best 6, phá địch 100 nội ngoại, phá địch và tỷ lệ phòng ngự, tỷ lệ phòng ngự vô cụ này, sát thương giảm nửa. Vậy là có vô địch, vô cụ, phá địch và best 6. Tin tức chuyển sinh 9 cấp 99 võ thánh rồi. Mạch của nó kinh mạch mạch 6 nha anh em nhá. Tại thì đây là bạc mạch đây. Rồi về hiệu thì hiện tại ác chưa có hiệu gì cả. Mình xem nào. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể tẩy được nhá. Anh em hoàn toàn có thể tẩy mạch ngoại và sau đó là cộng sang cái mạch tốc, hoặc là anh em để mạch như thế này cũng được, tùy mỗi người sở thích BK khác nhau. Hiện tại thì ác chưa có hiệu gì cả, chưa có hiệu đêm hiệu gì cả, và hiện tại đang là hiệu 31. Cái trang bị được đến hiện tại là 11k, bởi vì anh em biết rằng là đeo cái bao tay nguyên tử này thì đêm nó sẽ mất vài k rồi. Anh em thể thấy là trang bị sát tinh, soi cho anh em luôn, nón sát tinh, phun đá lăm giảm thọ thương sinh lực, áo sát tinh phun đá lăm và tốc 40% di chuyển đều cộng rất là cao, 13-14. Quần hào hiệp vô hạ tốc là 40%, vậy là hai món tốc chuẩn BK rồi. Ngọc hào hiệp vô hạ nội công tỷ lệ phòng ngự nội và hiệu quả thương dược, chọn chuẩn off và khả phun đá lăm. Và ác có cả bao tay nguyên tử bỏ qua phòng ngự đối phương 10%, phòng thủ nội công đối phương chỉ 11% và nội công tăng 17%. Cả ba op đều có giá trị của nó. Và cái bao tay này anh em bán lẻ thì cũng rơi vào giá khoảng là 1,5 triệu đến 2 triệu. Tín vật cấp 16, anh em thấy là hiệu bang 1, nhưng mà cái lượng máu hiện tại là 306k, khá là cao. Và chắc chắn là kim xà tẩy ngon rồi, kim xà tẩy full sinh lực rồi. Ác đặc biệt là anh em thấy là có uẩn linh cấp 8 nhá, uẩn linh cao nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ 2, uẩn linh cấp 8, nón bỏ qua phòng ngự 16%. Ác có cả dàn văn sức cấp 3, chuẩn hệ và đủ hệ, chọn chuẩn off rồi, nội công gân cốt, công kích nội công, phun cộng 15. Rồi hai ô cuối thì là vô cụ rồi. Vậy là dàn văn sức cấp 3 ổn rồi. Tiếp tục đến phần kim xà. Ôi kim xà này anh em này, đây rất ngon, rất đẹp mắt luôn. Nội công này 60 này, sinh lực 18% luôn này, sinh lực tăng 10k này, ba dòng rất là quan trọng đều mắc rồi. Tiếp tục đến huy chương này, anh em thấy đây cũng rất là ok, lại có cả sinh lực 10k này. Tiếp tục đến cái dây cũng vậy, đây rất là đẹp rồi. Tiếp theo đến phần đó là mật tịch chính. Mật tịch chính 4 phụ lục 10 thành 97%, có yếu quyết cao cấp tấn ca diệp, tiến cấp vô cụ 146 điểm, rất là cao rồi. Và cái này thì sút vô ảnh là 6 ô rồi. Đằng 3 tiêu dao 10 thành, áo đen vĩnh viễn. Soi mật tịch phụ cho anh em, có tấn thất bảo chiếu pháp để anh em tụ khí cho nó nhanh, có yêu kích cao cấp là nhiều. Ngoài ra thì có cả mật tịch phụ nữa này, điểm vô cụ 108 điểm, khá là cao. Ca diệp thất bảo vi đà này 105%. Rồi ngoài ra thì còn có cả trang bị hào hiệp vô hạ, nón cộng 14 phun đá lăm, tốc di chuyển, áo thì sinh lực, quần áo tụ khí này, xét kim xà 4 này, anh em BK kim xà 4 này, nội công này, đấy, đã ok rồi, đã mở khóa rồi.
Giờ thì mình sẽ đi chích thục phố. Hiện tại thì còn 8K2 điểm bang này, anh em thoải mái bật hiệu 10 đánh nhau nhé. Chích thục phố thì có những cái gì? Còn 1K5 vàng. Anh em đi sa phu. Áo lô tướng. Để mình check những cái chính thôi, cái chính của áp thôi. Ôi, có cả lệnh bài cống hiến này, còn 12 cái này. Hồi tiền đơn này, hiệp nghĩa thì chứng anh em đến tín này. Hiện tại thì đồ ở ngoài đây hết rồi. Mình tổng kết lại ác để cho anh em dễ hình dung và là một sự lựa chọn cho anh em. Ở đây cũng có cả xét Thượng Hải Di Châu là chắc là xét xét cùi thôi. Nó không thể bằng những cái xét của những cái ác mấy trăm triệu được, 100-200 triệu được. Anh em có thể về tích lũy thử xem. Tổng kết lại ác thì bet của bet 6 này, phá địch vô cụ đầy đủ rồi, chuyển sinh 9 cấp 99, anh em múc về chỉ việc BK, không cần phải lên chuyển sinh 10 là gì cả. Bởi vì rất nhiều anh em ở server phục hồi cũng chơi chuyển sinh 8 cấp 99, chuyển sinh 9 cấp 99 và không muốn lên hóa cảnh cái gì cả. BK cho nó vui. Mạch mạch 6 anh em nhé. Anh em hoàn toàn có thể tẩy mạch ngoại để click lại mạch khác được. Trang bị thì anh em thấy có hai món sát tinh. Đấy, vạn sức thì vạn sức cấp 3, có bao tay nguyên tử và bán là bán full áp, mật tịch chỉ số ok. Phụ lục thành cũng rất là ổn, 10 thành và 4 phụ lục. Và giá ra đi của ác này đó là 9 triệu đồng, 9 triệu Việt Nam đồng, 9 triệu tròn thôi anh em. Một ác BK tầm trung mình thấy cũng khá là ổn rồi. Đấy. Anh em nào múc thì liên hệ, và sau đây mình sẽ giới thiệu một cái ác rẻ hơn cũng như là tầm BK của anh em, cũng như là cái vừa phù hợp với cái túi tiền của anh em hơn. Đấy. Vâng, đến ác thứ hai cũng là ác cuối cùng thì ác này bên server Linh Bảo Sơn anh em nhé. Server Linh Bảo Sơn và hiện tại thì ác này là chuyển sinh 10. Để giới thiệu anh em luôn, đỡ mất thời gian. Hiện tại là có bet 6 này, phá địch này. Bet vô cụ này, tỷ lệ phòng ngự chủ nhân. Rồi. Về tin tức thì chuyển sinh 10 cấp 94 và võ thánh rồi, mạch võ thánh. Hiện tại thì có hiệu thiên quyền. Mạch thì mạch 5. Anh em thấy nhá. Nói chung là ác này cũng xúc về thì cũng chỉ với ca thôi, chứ chả phải đầu tư gì thêm đâu anh nhá. Tầm trung mà, giá này tầm rẻ thôi. Và giới thiệu luôn thì ác này chỉ có 2 triệu rưỡi để anh em dễ hình dung. Trang bị thì anh em thấy là đồ đạc cộng 13, đồ đạc cộng rất là cao rồi. Nón âm huyết này cộng 13 này, anh em thấy là đá lăn nhá, phù đá lăn, sinh lực cùng một xuất chiêu. Áo hào hiệp vô hạn, tốc này, tốc di chuyển, phun đá 5 cộng 13, quần hào hiệp vô hạn. Đấy, quần hào hiệp vô hạn cũng phun đá 5, ngoài ra thì có cả đây nữa này, anh em thấy này. Đấy, đeo cái này lên cho nó nhiều tốc này. Cầm ngọc hào hiệp vô hạn này, nội công tỷ lệ phòng ngự nội ngoại và hiệu quả thương xương. Ngọc thứ hai cũng vậy, đã khảm phun đá rồi. Đấy, như mình nói thì lúc về chỉ việc BK thôi. Hiện tại đêm là 13K5. Bao tay hào hiệp vô hạ cộng 15. Tín vật cấp 15 luôn. Ác này thì ngoại trang thì là Uẩn Linh 7. Uẩn Linh cấp 7 anh em nhé. Đấy. Còn nón thì bỏ qua phòng ngự là của chuyển sinh 10. Ác thì có dàn văn sư cấp 2. Đủ và chuẩn hệ anh em nhé. Nội công gân cốt công kích nội công này. Hai ô cuối là nội công gân cốt và điểm phụ cụ này. Giao dịch được, anh em thấy là giao dịch được nhá, đã mở khóa rồi và giao dịch được. Ở sắc kim xà lam thì như sau. Ôi, sắc kim xà này thì anh em thấy cái áo choàng gần giống như cái áo choàng của cái ác kia, cũng có nội lực full này, cũng có sinh lực 18%. Vâng, rất là ok. Cái áo choàng tẩy ngon rồi. Cái huy chương tẩy cũng ổn rồi. Phun nội lực, phun đêm. Nội lực nó chính là đêm mà anh em. À, chính là nội công ấy. Quên mất. Cái dây, đấy, cũng ổn rồi. Đấy, anh em thấy mắc óp 3 dòng đầu rồi. Về mật tịch, cái quan trọng nhất là mật tịch. Thì app này đảm bảo cho anh em về cái tính khắt khe của anh em. Thì yêu cầu về mật tịch, thì app này mật tịch khá là ok. 100%, 4 phụ lục, 8 thành. Vô cụ 120 điểm, tương đối là cao rồi. Lăng ba tiêu dao thì 10 thanh.
Ở ác này cũng có báo đen. Vâng, giống ác kia cũng có báo đen vĩnh viễn. Rồi. Mật tịch tụ khí 96%, đảm bảo cho anh em tụ khí 14 trên 14. Chắc chắn là 14 trên 14 rồi, anh em không phải lo. Xếp búp 25-20% này anh em này. Nón là hào hiệp vô hạ này, tốc này. Quần phòng thủ báo kích này. Có cả set tiêm xà 4. Đã tẩy và mở khóa ok rồi này. Vĩ trường này. Giày này, giảm thọ thương. Rồi check cái điểm bang cho anh em xem. Ác này không gia nhập bang, không check được. Thôi. Ác này có cả mật tịch chấn phái 10 thành. Đeo vào sẽ thành được 20 thành như Lai Kinh của Thiếu Lâm Quyền. Áo lôi hổ tướng cũng có này. Chung là để mình check từng 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 ô cho nhau nhé. Đây thì có cái đấu hồn này. Đây thì không có gì là trang 2 không có gì đâu. Anh em có thể dừng lại video để xem cho nó kỹ nhá. Mình check những cái chính thôi, đồ đạc của ác thôi. Huyết bồ đề này. Có 5 cái anh em này. Trong đây còn ít lắc đây. Lắc 9x này. Đồ đạc thì nó nằm ở ngoài hết đây rồi. Tổng kết lại ác này cho anh em thì ác này ở server Linh Bảo Sơn. Ui, mẹ nó bục quá nhỉ. Ai là Linh Bảo Sơn, chuyển sinh 10 cấp 94. Mạch võ thánh rồi và đã ok. Anh em múc về chỉ về BK thôi. Và ác thì trang bị tẩm huyết hào hiệp vô hạ, kim xà 5, văn sức cấp 2. Mật tịch được cái mật tịch chỉ số ok, chỉ số rất là ngon rồi. Vâng, giá ra đi ác này là 2.500.000 đồng. Đấy, 2.500.000 đồng. À quên, còn tặng kèm anh em cả Ngami kiếm nữa. Thì đây là mình sẽ quay nốt cái con Ngami kiếm cho anh em. Anh em nhá, tặng kèm Ngami kiếm cho cái ác 2.500.000 này. Đấy, phú nát 2.500.000. Đây con Ngami kiếm tặng kèm ác 2.500.000 là bên server, nó server phục khẩu. Đấy, trang bị thì có trang bị hào hiệp phú hạ này, đá 5 này. Tất cả đã khảm full đá 5 rồi. Đấy, anh em thấy cặp ngọc sư môn 5 này. Đấy, kim xà 5 này. Văn sức là cùi thôi. Để mình check xem chủ yếu là sen bao nhiêu phút rồi các thứ. Sen mắc 80% này. LT cũng mắc này, bất diệt mắc này. Nội ngoại công là 39%. Ở nội ngoại công thì anh em đơn giản thôi nhá. Hiện tại 39 rồi, anh em chỉ cần ăn cái lắc nội công lên búp là mắc búp rồi. Và hiện tại mình bây giờ mình sẽ check xem là búp được bao nhiêu phút đây. Búp được hơn 2 phút, gọi là Ngami kiếm để cặp ve thôi. Búp cùi cùi thôi anh em ạ. Đấy, gọi là đèn thôi mà. Ok, anh em nào muốn kết ác nào thì liên hệ mình luôn qua số điện thoại, Zalo, Facebook đều được anh em nhé. Rồi, hẹn anh em các clip tiếp theo.